Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thêu vi tính, cùng với định hướng chiến lược đúng đắn, mạnh dạn đầu tư chiều sâu các trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ hợp lý, dịch vụ khách hàng hoàn hảo và đặc biệt là tinh thần lao động hăng say của các cán bộ công nhân viên, Đông Hồ đã thực hiện thành công hàng loạt các đơn hàng khó với chất lượng cao, giá cả hợp lý và đúng thời hạn giao hàng. Chúng tôi tự hào là nơi tiên phong cung cấp dịch vụ thêu logo cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu ở Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838 657 751 hoặc 0907 871 871 hoặc truy cập website theologo.vn. Thank you.
sang nữa, phát trái đi. Đây, đây, không. Cao lên không?
áo lên không? Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thêu vi tính, cùng với định hướng chiến lược đúng đắn, mạnh dạn đầu tư chiều sâu các trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ hợp lý, dịch vụ khách hàng hoàn hảo và đặc biệt là tinh thần lao động hăng say của các cán bộ công nhân viên, Đông Hồ đã thực hiện thành công hàng loạt các đơn hàng khó với chất lượng cao, giá cả hợp lý và đúng thời hạn giao hàng. Chúng tôi tự hào là nơi tiên phong cung cấp dịch vụ thêu logo cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu ở Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838 657 751 hoặc 0907 871 871 hoặc truy cập website theologo.vn. Không phải đâu. Thôi,
Tiếp tục.
Bước ra sẽ
Kìa ra giải vậy đó.
Cái không ăn. Cái gì?